Dùng tài khoản Zalo làm quen, sau đó hẹn ra nhà nghỉ, nhà trọ rồi lấy trộm tài sản là thủ đoạn không mới của các đối tượng lừa đảo. Thế nhưng vẫn có không ít người mắc bẫy. Vào ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiến hành bắt tạm giam đối với Trần Thị Tâm, sinh năm 1997, trú tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Đối tượng đã sử dụng thủ đoạn trên để trộm cắp tài sản. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2016, Tâm lấy tên trên Zalo là Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh, làm quen hẹn một người tên Đức, chú thị xã Điện Bàn đến một nhà nghỉ tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, thấy Đức đã ngủ, Tâm lấy một điện thoại di động và dắt xe máy Yamaha Exciter của Đức bỏ trốn. Khi tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo nạn nhân nam khác thì Tâm bị công an thị xã Điện Bàn bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận trước đó đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và huyện Thăng Bình. Cơ quan công an cũng thông báo ai là nạn nhân của Tâm hãy liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục củng cố chứng cứ, truy tố đối tượng trước pháp luật.